thì sứ mệnh của ông vẫn sẽ được tiếp tục. Hy vọng rằng trong tương lai, hành trình của ông vẫn sẽ được mọi người đồng hành. Cảm ơn chiếc vương miện Miss Grand Việt Nam 2022 đã cho con ông có cơ hội để chinh chiến Miss Grand International, được làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, được có thêm người bạn, được đi nhiều nơi để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trên quốc tế và được trưởng thành hơn. Con cảm ơn ba đã luôn yêu thương con, đã tạo ra con và dạy cho con biết rằng dù con có thành công hay không cũng không quan trọng bằng việc con phải thành nhân. Cảm ơn mẹ đã luôn là trái tim của con, là nơi để con tâm sự tất cả mọi chuyện, kể cả khi mẹ đã không còn trên cuộc đời này. Và con nghĩ bây giờ mẹ an lòng khi thấy mẹ Dung lo lắng cho con nhiều hơn. Ngày mẹ mất đi, con như mất đi bầu trời của mình. Nếu có kiếp sau, xin cho con được tìm lại mẹ. Mẹ nhớ. Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Con xin cảm ơn ba Nam, mẹ Dung đã lo lắng, đã yêu thương con như con gái, đã bảo vệ con trước những sóng gió ngoài kia. Em cảm ơn các anh chị, công ty Sen Vàng đã luôn yêu thương, cười cùng em, khóc cùng em trong suốt nhiệm kỳ và không ngừng lo lắng cho em. Cảm ơn tất cả các anh chị chuyên gia, đối tác, nhãn hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân. Và đặc biệt,
không quên cảm ơn Elastan Việt Nam, V-Group đã đi cùng Ân trong suốt hành trình Miss Grand Việt Nam 2022. Thank you, Peter Nawat, Teresa, and Isabella, my sister, for being here tonight to watching Miss Grand Vietnam 2023. Thank you, Miss Grand International Organization, for giving me a chance to represent my country and show the world how great Vietnam is. Miss Grand International is a part of my remarkable youth, and I truly thank you for all of that. Và một lời cảm tạ không thể thiếu dành tặng cho tất cả mọi người, những người hâm mộ, những người đã yêu thương Ân và đồng hành cùng Ân trong suốt thời gian vừa qua. Tình cảm của mọi người là động lực để Ân có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người xa lạ, nhưng lại yêu thương nhau nhiều như thế. Phải là người hoàn hảo, nhưng Thiên Ân yêu chính những điều hoàn hảo của chính mình và Ân luôn cải thiện để biến mình trở thành một phiên bản tốt hơn. Bởi vì tất cả chúng ta nếu như không yêu được chính bản thân mình thì sẽ không ai có thể yêu bạn hơn chính bản thân của bạn. Chuyến hành trình với quân vị Miss Grand Việt Nam 2022 sắp kết thúc, nhưng sứ mệnh của một hoa hậu vẫn còn ở đó. Và chắc chắn một điều, Thiên Ân sẽ tiếp tục cống hiến cho đến khi nào bản thân không còn có thể. Chúc cho tân hoa hậu sẽ là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và giúp ích được cho xã hội. Cuối cùng, xin mọi người hãy nhớ đến một cái tên: Đoàn Thiên Ân, Miss Grand. Bằng ngàn trùng khơi nơi đỉnh cao tên lên, lao lên lao lên như một ánh sao băng, bàn ngàn mơ ước bước tiếp khát vọng hàng vang để bước trên sân khấu này chỉ còn một ta với anh đâu qua. Xin được cảm ơn những chia sẻ tại thời đường kim hoa hậu hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân Miss Grand Việt Nam 2022. Và một lần nữa xin được cảm ơn top 5 Miss Grand Việt Nam 2022. Những chia sẻ thì final world lúc này cũng rất là xúc động phải không ạ? Thưa quý vị, Thiên Vũ ngồi phía trong.